Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 21 tháng 1 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tỉnh thất Bồng Lai, năm luật sư tiếp cận được ông Lê Tùng Vân. Người chuyển sách của tác giả Phạm Đoan Trang bị án tù. Việt Nam bác cáo buộc của Trung Quốc về việc xây dựng lực lượng vũ trang dân quân tự vệ biển. Hai tuần sau khi bốn người của tỉnh thất Bồng Lai bị khởi tố, trong đó có ba người bị bắt tạm giam, các luật sư cuối cùng cũng vào được căn hộ của bà Cao Thị Cúc, gặp gỡ ông Lê Tùng Vân và những người khác. Tham gia bảo vệ quyền lợi của những người đến từ căn hộ tu tại gia ở Long An này gồm năm luật sư như Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân, Nguyễn Văn Miếng, Ngô Thị Hoài Anh và luật sư Trịnh Vĩnh Phúc. Hôm 21 tháng 1, phóng viên Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn luật sư Đặng Đình Mạnh để cập nhật các thông tin mới nhất về vụ việc. Ông nói: "Tức là ngày 18 tây á, thì là chúng tôi chính thức được cơ quan cảnh sát điều tra họ hoàn thành cho cái thủ tục đăng ký luật sư. Trước đó một tuần lễ thì chúng tôi thực hiện cái thủ tục này rất là khó khăn, thậm chí là họ từ chối theo nhiều cách, thế chúng tôi không có nộp được hồ sơ. Nhưng mà đến ngày 18 thì cái việc này đã chính thức rồi. Thì sau đó thì chúng tôi đã có cái buổi làm việc đầu tiên là buổi lấy lời khai của anh Nhất Nguyên. Cái buổi lấy lời khai này là do cơ quan điều tra họ chủ động họ làm việc. Và chúng tôi chỉ là những cái người dự kháng để mà theo dõi thôi. Cái thứ hai là về vấn đề và tiếp xúc với lại những người ở trong Thiền Am á. Thì trước đây thì chúng tôi tới Thiền Am rất là nhiều lần. Nhưng mà lực lượng công an họ đang phong tỏa ở nơi này thì họ có tiếp xúc. Nhưng mà vào cái ngày 18 và khi mà chúng tôi được cấp giấy thì đồng thời là chúng tôi đã có thể vào tiếp xúc rồi." Theo luật sư Mạnh thì hiện chính quyền vẫn còn cho phong tỏa khu vực này nghiêm ngặt, mà theo lời của ông là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ông cũng nói thêm về tình hình của những người bên trong tỉnh thất này. "Trước mắt thì chúng tôi có thể thấy rằng là họ rất là hoang mang. Tại vì họ nói trao đổi với chúng tôi thì họ cho rằng là họ không biết rằng là mình đã làm gì để mà bị khởi tố như vậy. Và nhất là cái việc mà khi mà cơ quan điều tra họ ập đến, họ đọc lệnh, họ đọc các cái lệnh tố tụng, rồi họ khám xét kia. Những cái việc đó thì chắc có lẽ rằng là tạo cho họ những cái hình ảnh mà nói chung là rất là kinh hoàng." Luật sư cũng cho biết điện thoại của những người bên trong Thiền Am cũng bị thu giữ và mạng Internet đã bị ngắt, cho nên những người sống bên trong không hề biết ở bên ngoài đang nói về sự việc của họ ra sao. Luật sư Đặng Đình Mạnh nói: "Cái việc mà cơ quan họ vẫn tiếp tục hiện diện và phong tỏa Thiền Am thì đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng tôi hết sức là thắc mắc. Và chúng tôi cũng dự kiến là sẽ sớm có cái kiến nghị để yêu cầu cơ quan công an họ giải thích về việc này và họ phải giải tỏa cái việc làm này. Bởi vì theo đánh giá ban đầu thì thật ra thì hầu như là nó không có cái thủ tục nào để mà họ làm những việc như vậy cả." Chính quyền tỉnh Long An hôm 4 tháng 1 năm 2022 khởi tố vụ án tại tỉnh thất Bồng Lai sau đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ, bắt tạm giam 3 người và cho tại ngoại đối với ông Lê Tùng Vân. Công an tỉnh Long An cho hay họ chỉ mới bị khởi tố duy nhất tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, được quy định tại Điều 331 của Luật Hình sự. Ông Nguyễn Bảo Tiên, người bị bắt do nhận và gửi những cuốn sách của tác giả, nhà báo độc lập, nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang vào ngày 21 tháng 1 phải ra tòa ở tỉnh Phú Yên và nhận hai án, tổng cộng 6 năm 6 tháng tù giam. Mạng báo Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam loan tin nói, ông Nguyễn Bảo Tiên bị tòa tuyên án tù với hai cáo buộc: tàn trữ, phát tán, tuyên truyền tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 và chiếm đoạt, tàn trữ trái phép vật liệu nổ theo Điều 305 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Đối với cáo buộc thứ nhất, ông Nguyễn Bảo Tiên bị Tòa Phú Yên tuyên 5 năm 6 tháng tù giam và cáo buộc thứ hai là 1 năm tù giam. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên cho rằng ông Nguyễn Bảo Tiên từng đọc báo nước ngoài rồi thường xuyên chia sẻ, đăng tải những bài viết mà theo cáo trạng có nội dung xuyên tạc chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2019, ông Nguyễn Bảo Tiên bị cho là đã 5 lần nhận 6 kiện hàng là các sách có tựa Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực và Chính đề Việt Nam. Ba cuốn đầu tiên là do nhà báo độc lập, nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang viết.
Cáo trạng đối với ông Nguyễn Bảo Tiên còn nêu ra rằng ông đã 4 lần gửi 46 bưu phẩm, trong số này có 24 bưu phẩm được gửi đi, một bưu phẩm không có người nhận. Và khi đang làm thủ tục gửi 21 bưu phẩm khác thì bị công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bắt giữ. Tại nhà của ông ở phường 4, công an nói còn có 22 bưu phẩm khác với những cuốn sách vừa nêu. Ông Nguyễn Bảo Tiên sinh năm 1986, bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 5 tháng 5 năm 2021. Cáo buộc từ phía Trung Quốc cho rằng Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên biển có vũ trang bị Hà Nội bác bỏ. Vào ngày 20 tháng 1, trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời giới truyền thông khi được hỏi về vấn đề liên quan rằng những thông tin mà tờ China Daily đưa ra với cáo buộc như vừa nêu là không đúng sự thật. Việt Nam hoàn toàn bác bỏ thông tin nói Hà Nội đang xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên biển có vũ trang. Bài báo trên tờ China Daily số ra ngày 7 tháng 1 dẫn nguồn từ truyền thông nước ngoài rằng Việt Nam cho hạ thủy và bắt đầu thử nghiệm những tàu cá vỏ sắt 400 tấn được trang bị vũ khí. Những tàu như thế được đóng tại xưởng tập đoàn Sông Thu ở Đà Nẵng. Và việc đóng tàu dân quân biển tại Trà của Việt Nam khiến các nước láng giềng trong khu vực Biển Đông lưu ý cũng như sự chú ý của công luận quốc tế. Trung Quốc lâu nay tăng cường xây dựng lực lượng dân quân biển mà giới quan sát cho rằng bề ngoài có vẻ là tham gia hoạt động đánh bắt hải sản thương mại, nhưng thực chất là để phục vụ các mục tiêu chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington DC vào tháng 11 năm ngoái có báo cáo nhận định rằng Trung Quốc có thể đang có đội ngũ chừng 300 tàu dân quân biển tại Biển Đông. Những tàu này được Bắc Kinh dùng để né luật quốc tế và đòi yêu sách chủ quyền phi lý của họ. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tuần sau, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.